Rồi như vậy chúng ta sẽ làm một cái bảng giống như thế này. Thì trong cái phần bảng biểu á, ví dụ như đây là một dạng để chúng ta định nghĩa màu khác nhau. Nếu trong trường hợp là bảng của các bạn khá nhiều dòng thì các bạn nên làm màu chẳng lẻ để cho nó dễ đọc. Nhiều dòng nhiều cột thì các bạn làm màu như thế này nó sẽ dễ đọc hơn. Và cái cơ bản của chúng ta thì nó y chang như Word hay là Excel, thì chúng ta có cái khung chung, rồi hàng, cột, ha, tiêu đề. Như vậy trong HTML nó sẽ chia cho chúng ta tạo thử một cái bảng đi ha. Bây giờ chỗ này thầy sẽ tạo một cái bài mới. Này là slide 6. Rồi khi mà các bạn tạo ra cái file mới thì các bạn nên đổi cái title giúp thầy. Rồi chú ý ha. Như vậy đối với lại chúng ta tạo một cái bảng mà có số dòng và số cột đều nhau thì khá đơn giản. Trước tiên là chúng ta cho một cái table, và table ở đây thì các bạn có thể là cho border của nó. Border 1. Rồi xem thử có gì không. Chưa làm gì hết, cứ xem nè. Đây có rồi đây nè. Nhưng mà không có nội dung cho nên nó nhỏ xíu ở chỗ này mình không thấy. Ha, nó khá nhỏ, mình không có thấy nội dung của nó ở đây. Tiếp tục bây giờ mình sẽ cho nó trong cái phần bảng á, thì cơ bản chúng ta sẽ có là T là table, R row. Thì người ta sẽ định nghĩa dòng trước ha, dòng 1, dòng 2. Như vậy trong cái dòng này chúng ta sẽ có các cột. Như vậy nếu như các bạn chỉ để một dòng vậy thôi. A, thầy ví dụ như vậy, dòng số 1 đi. Ở đây tiếp TR tiếp dòng số 2. TR tiếp dòng số 3, giả sử như thế. Chúng ta chỉ thấy được như vậy thôi. Và ở đây chúng ta sẽ tiếp tục trong cái TR này chúng ta có hai thẻ. Nếu như ở phía trên bạn muốn dùng cho nó là header thì bạn dùng TH là header. Ví dụ số thứ tự. Rồi TH tiếp mã số sinh viên. TH tiếp họ và tên. Chúng ta xem có gì. Được chưa? Khi mà chúng ta có dòng, có cột thì nó sẽ tự động nó đưa vô table. Còn cái số 2, số 3 của chúng ta nó không đưa vô. Bây giờ tiếp tục ở phía dưới này, chỗ số 2 này là dòng 2 đó. Table row 2. Thì lúc này ở phía dưới chúng ta không cần title, không cần in đậm. Thì chúng ta dùng một cái thẻ là TD. Và ở trong này chúng ta có thể số thứ tự là 1. Tương ứng nha, số thứ tự là 1. Rồi TD tiếp tương ứng với mã số sinh viên, ví dụ BS1234. Tương ứng với họ tên TD Nguyễn Hồng Nhung, ví dụ như thế. Rồi F5 đưa vào đây, số thứ tự mã số sinh viên họ tên.
Tương tự như vậy, nếu mình có nhiều người thì các bạn chỉ cần làm gì? Copy cái phần này và chúng ta để ở phía dưới này, một người, hai người, ba người. Bởi vì mình chưa thay đổi cho nên nó có nội dung giống nhau. Nội dung giống nhau. Nếu cần, chúng ta sẽ thay đổi chỗ này số 1 thành số 2. Chỗ này Nguyễn Hồng Phan. Số 3 Số 4 Như vậy chúng ta đã có dữ liệu của table rất cơ bản. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái bảng khác. Trong này nó có yêu cầu và người ta đã hướng dẫn cho các bạn khá nhiều nè. Table TRTDTH. TH là table header, cho nên nó tự động in đậm căn giữa. Cái này nó tự động nha, tự động in đậm căn giữa. Và trong này chúng ta sẽ tiếp tục học thêm một cái thuộc tính là column span là mở rộng cột, và row span là mở rộng dòng, mở rộng cột và mở rộng dòng. Được chưa? Bây giờ thầy giả sử thầy có một cái table ở đây, insert. Rồi ví dụ như thế. Chỗ này thầy chọn hai ô này, chú ý nha. Chọn hai ô này. Thầy cho nó mệt lại. Trọn lại với nhau. Ở đây. Tương tự như thế. Rồi ba ô này. Đó, ví dụ chúng ta có số thứ tự, mã số sinh viên, họ tên, ngày sinh. Chỗ này là điểm. Toán, lý, hóa. Ví dụ như thế. Chúng ta sẽ làm cái bảng như thế này. Số thứ tự 1, 2, 3. Và đến phần cuối cùng, tổng. Ví dụ thầy cần chỗ này là tổng đi. Thầy muốn tính tổng điểm. Đó, tổng. Rồi, chỗ này tính tổng vô. Tính tổng. In đậm. Được chưa nào? Như vậy thì các bạn thấy là thôi chú ý lên cái bảng đi cái đã. Như vậy phần này chúng ta sẽ dùng nó là header để cho nó tự động nó canh lề cho chúng ta. Đấy. Như vậy thì chúng ta phải xác định thử là làm sao để cho cái số thứ tự là nó có hai ô. Nó xuống đây. Và điểm. Như vậy thì bản thân trong Word mình tạo cái table này là bao nhiêu dòng, bao nhiêu cột? Trong Word thì tạo cái table này bao nhiêu dòng, bao nhiêu cột? À, ở đây mình có là 1, 2, 3, 4, 5, 6 dòng. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cột. Như vậy thì ở bên chỗ HTML các bạn tạo giúp cho thầy cũng 6 dòng 7 cột như thế. 6 dòng 7 cột. Mình sẽ thử tạo 6 dòng 7 cột và giá trị dữ liệu trong đó mình để là y chang Excel là A1, A2 đi. Để tí nữa chúng ta thấy cho nó dễ ha.
Bây giờ dòng đầu tiên chúng ta dùng thẻ là TR. Cái này là dòng đầu tiên nha. Thầy ghi chú ở đây dòng 1. Dòng 1. Rồi trong cái dòng 1 này mình có 7 cột. 7 cột. Vậy cột đầu tiên thầy sẽ để là T gì đây? TH luôn đi, bởi vì mình sẽ dùng cái header. TH thì thầy sẽ để cái đầu tiên là A1. Theo các bạn, cái TH tiếp theo nó là gì? Giống như là Excel vậy nè. Ô này, à cột, cột ABC. Cột này là A1, đúng không? A1 nè. Đây là B1 nè, C1, D1. Đó. Thì thầy cũng làm y chang vậy để cho các bạn dễ hình dung. Vậy thì theo các bạn, chỗ này là gì? B1, đúng rồi. B1. Tương tự như thế, thầy đến có 7 dòng luôn mà. 7 cột. Cho nên chỗ này là C D E F G nữa không? Rồi xem thử nó ra cái gì cái đã. Sao nó không có table? Tại sao? Mình không thấy khung. Tại sao không thấy khung? Lý do code bên này thiếu gì? Mình làm cũng có table rồi nè, cũng có tr row rồi nè, th là header nè, thế border. Trong cái này mình thiếu border. Còn border kiểu gì thì mình bàn sau. Mình cứ đưa số 1, số 2. Nếu bạn đưa số 2 thì cái border nó sẽ lớn lên. Đây, mình đã có A1, B1, C1. Rồi mình làm cái dòng thứ hai. Dòng thứ hai, copy cái này xuống cho nó nhanh. À, copy không được bởi vì tí nữa mình dùng TD rồi chứ mình không dùng TH nữa. TR TD. Chỗ này là gì? A2, đúng không? A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2. Coi có cái gì. Được không? Như vậy mình dễ hình dung, mình làm như vậy đi để các bạn dễ hình dung là tí nữa chúng ta sẽ mẹp cái gì với cái gì. À, nếu mà các bạn không 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 rành thì các bạn làm vậy trước cho thầy. Tương tự chỗ này thì nó sẽ là ABCD là 3. Ba. Đó, mình có 3. Tương tự mình sẽ có 4 5. Chỗ này là 4. Năm. Ủa, 6 chứ. Rồi. Bảng của mình A6 dính gì đây? Rồi, ok. Rồi. Được rồi nào. Bây giờ mình sẽ làm mệt giống y chang như vậy. Như vậy số thứ tự có phải là
mình sẽ mệt hai vòng. Hai vòng đúng không? Hai vòng là round. Round span ha, round. Như vậy nó bắt đầu từ ô trên này là ô mấy? Ô này là tương ứng với ô mấy bên này? Mình lấy A1 với A2, mình mệt với nhau. Được chưa? Như vậy thì ở chỗ này chúng ta sẽ sửa ngay chỗ mà A1 á. A1 là đây. Các bạn sẽ dùng cái thuộc tính là column hay là round. Một là column span, hai là round span. Cái nào? Round, mình thử đi ha. Round mình chọn 2. Chú ý nè, A1 của mình round chọn 2. Chuyện gì xảy ra? F5. Tại sao vậy? Tại sao mà A1 thì nó rộng ra được rồi đó, nhưng mà cái A2 này sao nó đẩy cái này ra, G2 đang mà đẩy? Tập trung đi, tập trung để mình confirm được cái bảng này. Tại sao mà nó dư cái G2? À, cái A1 này nó mở rộng dòng cho nên nó đẩy xuống hai dòng thì tự động nó đẩy thằng A2 ra. Thế như vậy thì mình làm gì để cho cái bảng của mình nó quay lại theo đúng ý chúng ta? Bỏ cái A2 đi, ok, xóa A2 đi. Tức là ngay vị trí A2 chúng ta không cần. Ngay vị trí A2 chúng ta không cần. Thì chỗ A2 này các bạn không cần. Đấy, như vậy A1 xuống tương tự như vậy. B1, C1, D1 cũng vậy. B1, C1, D1 thì chúng ta cũng làm như thế. Cũng là round chúng ta mở rộng ra thành thành 2. B C. Rồi, tương tự thì tất nhiên B2 C2 chúng ta cũng không cần đến. Xong. Bây giờ đến chỗ cái D1, tức là điểm, điểm cái ô để mình ghi chữ điểm nè. Chữ điểm thì nó chiếm 3 cột. 3 cột. Vậy chúng ta mở rộng gì? Chỗ này là, chỗ ô này là mấy nhỉ? A, B, C, D, E. E1. E1 mình sẽ làm gì? E1 ở đâu? A, B, C, D. Hình như chỗ này D mình cũng phải mở rộng ra nè. Rồi, E1 này mình mở rộng theo column 3, bao nhiêu? 3. Đẩy ra 3 ô. Rồi, xem chuyện gì xảy ra. Chuyện gì đấy? D1 nó chiếm, nhưng mà cái D2 là còn dư, bỏ D2. E1 nó chiếm 3 cột, nhưng mà F1, G1 là dư, cho nên chúng ta bỏ luôn. Chỗ này D2 bỏ và F1, G1 bỏ. Được chưa? Rồi, cái E2, F2 này tí nữa chúng ta sẽ ghi điểm toán lý hóa ở đây. Cho nên cái E2 này chúng ta sẽ đổi từ cái T gì? TD thành TH. Để cho nó thành header, cho nó tự động nó canh, canh lề và nó in đậm luôn. Tự động nó canh lề và nó in đậm cho mình luôn. Được không? Như vậy là mình đã có được cái table theo ý của mình. Rồi, chỗ tổng nè. Tổng là cái số 6. Nó bắt từ 1 à, A nè, B, C, D, 4 cột. Như vậy ở phía dưới là ngay từ cái ô này là ô mấy mình mở rộng ra? A 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A 6 mình mở rộng ra 4.
A6 mình mở rộng ra 4. A6 đây. Mình mở rộng ra theo cột. Mình mở rộng ra theo cột là 4. Nếu như mình mở rộng ra như thế thì mình phải bỏ cái gì nào? Bỏ gì? B6, C6, D6 đi. Bỏ B6, C6, D6 đi. B6, C6, D6. Được không? Như vậy quay trở lại, chúng ta đổi cái A1 đó thành số thứ tự. A1 này chúng ta đổi thành số thứ tự. Cái này mã số sinh viên. Cái này họ tên sinh viên. Họ và tên. Ở đây ngày sinh. Chỗ E1. Điểm. Đúng không nào? F5. Đó. Họ và tên ngày sinh. Điểm E2, F2, G2. Chúng ta đổi thành toán lý hóa. Toán lý hóa. Rồi cái cuối cùng, cái A6 chúng ta đổi thành tổng. Xem lại nào. Còn gì nữa không? Tổng này canh lề qua đây. Chữ toán lý hóa nhìn vậy nó không có đẹp. Như vậy ba cột này chúng ta sẽ cho gì? Toán lý hóa chúng ta sẽ cho cái width của nó. Width của nó khoảng cỡ 40 pixel. 40 được không? Toán lý hóa. Các bạn chỉ cần ở trên cái tiêu đề thôi là ở dưới nó tự động nó giãn theo. Toán lý hóa. Cho lên 50. F5. Đấy, rộng ra tí. Được chưa? Rồi, tương tự như vậy, họ và tên chúng ta cũng có thể cho rộng ra. Hoặc là nó sẽ dài theo dữ liệu ở dưới này. Dữ liệu ở dưới dài, nó sẽ dài. Còn không thì chúng ta cho nó tự lớn ra. Nhưng nếu trong trường hợp ở chỗ cái họ tên, giả sử C3 đi, có một người tên như thế này, C3. C3 đây là họ tên à. Thầy thử một cái tên nhé. Ví dụ như là Lê A. Quá đơn giản đúng không? Lê A. Một người khác D3. C4 chứ. C4. Một cái tên khác nha. Cung Tằng Tôn Nữ. Hết chưa? Nguyễn Thị Mộng Thúy Mùi. Có tên này luôn nha. Lên mạng search có luôn á. Cung Tằng Tôn Nữ là họ, Nguyễn là họ mẹ, Thị là nữ, Thúy Mùi là tên. Được chưa? Tại sao chữ mùi nó xuống dưới? Bởi vì cái bảng của mình nó là 100%. Nó đẩy ra hết cỡ mà không đủ thì nó đẩy cái chữ xuống. Như vậy thì khi mà các bạn tạo bảng đó,
khi các bạn tạo bảng không nên để trường hợp này xảy ra. Trường hợp của mình cho cái bảng này họ tên, độ rộng bao nhiêu nó cố định. Nếu như dài quá là nó xuống ngay, chứ nó không đẩy cái bảng mình ra, bởi vì cái bảng của mình nó nhiều khi là nó có cái dữ liệu gì đó nữa ở phía sau, thì nó sẽ đẩy, nó làm tràn dữ liệu, nó không đẹp. Như vậy cái họ và tên này chúng ta cũng cho nó cái style họ và tên. Cho style vô đây là 200. Được chưa? 200. Tự động đủ 200 là nó xuống dòng. Đủ 200 là nó xuống dòng. Như vậy, phần cơ bản là chúng ta đã control được cái phần thuộc tính là column span và row span. Mình đã làm xong điểm toán lý hóa. Rồi cái chữ tổng mình muốn cho nó xoay qua. Chữ tổng mình muốn cho nó xoay qua. Thì lúc này các bạn sẽ dùng cho thầy cái thuộc tính là align để các bạn canh. Align để các bạn canh. Như vậy align của chúng ta ở trong cái thẻ TD của cái tổng TD. Thầy sẽ cho là right. Tổng của mình tự động canh lề phải. Tự động canh lề phải. Rồi, các cái ô này từ E3, F3 đến G6, nếu cần chúng ta sẽ canh giữa các cái liệu toán lý hóa. Chúng ta canh center chờ line của nó. Này tên. Như vậy nó nằm rải rác nha. Nó nằm rải rác trong cái table của mình, chứ nó không có theo từng dòng là E4 nè. EFG4, EFG5, EFG6, EFG3. Đó, nó nhảy lung tung hết trơn á. Như vậy chúng ta sẽ copy cái line này. EFG5 là 1 nè. Đó, cái nào mà chúng ta canh rồi nó sẽ vô giữa. Oh no, center chứ. Center. Đó, cái nào mà chúng ta có copy qua thì nó sẽ tự động nó canh giữa. Tương tự vậy, 6. 4 3 Rồi, xong. Chúng ta sẽ đi tiếp. Ở trong này chúng ta sẽ quan tâm đến gì nữa nào? Caption, tức là cái tiêu đề của từng table thì chúng ta sẽ dùng caption cho nó. Table này, ok, đây caption. Thầy sẽ để tiêu đề là bảng điểm. Bảng điểm F5, bảng điểm. TD. Rồi, tiếp tục. Đối với lại cái của mình thì để cho nó dễ quản lý. Thôi, tập trung đi. Bởi vì tí nữa nè, mỗi cái dòng này chúng ta sẽ đánh màu khác nhau. Đánh màu khác nhau. Cho nên chúng ta nên chia cái bảng của mình ra thành nhiều phần. Và có 3 phần chính. Một phần là T header. Cái đầu
Cái đầu có cái gì chúng ta đưa hết vô. Rồi T body, T footer. Như vậy chúng ta sẽ chia thành 3 cái bảng của chúng ta chia làm 3. Bây giờ thầy copy cái table này xuống nha. Copy table này xuống. Để nguyên vậy, nhưng mà mình để vô ba cái khung khác nhau thôi. Rồi mình có table mới. Đây table mới của mình ở đây. Bảng điểm 2, mình cho bảng điểm 2 đi cho nó khác. Mình coi thử là nếu mà mình đưa vô cái cụm như vậy thì có gì khác. Chúng ta sẽ đưa cái cụm này điểm toán lý hóa, nguyên cả cụm này vào trong t header. Copy cái t header này xuống hết chỗ toán lý hóa luôn. Rồi, nếu như lúc mà chúng ta sửa code như vậy đó thì các cái dòng này nó kênh lề không có dễ nhìn. Chúng ta làm sao? Click chuột phải, chọn format document, tự động nó sắp lại cái code cho mình, nhìn nó sẽ dễ nhìn. Có gì khác? Không có gì khác. Cơ bản nó cũng chừng đó thể thôi. Nhưng chúng ta sẽ điều khiển nó dễ hơn. Sau này chúng ta sẽ điều khiển cái này nó dễ hơn. Rồi ở phía dưới chúng ta sẽ đưa cái này vô T body. T body của chúng ta là đến dòng số 5 thôi. Đến dòng số 5. Đến đây thôi. T body. Đó, T body của mình. T head, header, T body. Và cái cuối cùng là T footer. Xong. Như vậy mình đã phân cái bảng của mình ra thành 3 phần khác nhau. Rồi làm gì trên 3 phần này? Cái quan trọng là tí nữa chúng ta sẽ tô màu cho những cái dòng này khác nhau nè. Đây, tô màu xanh, vàng, đỏ, hồng, tím gì đó. Tô màu khác nhau. Table nó có hai dạng border. Border mặc định nó là kẻ đôi. Nếu như mình cần mình sửa lại cái border cho nó là cái đổi lại cho nó. Như vậy ở đây là chúng ta đang sửa cái CSS table, sửa CSS table ở trên đổi lại. Như vậy chúng ta sẽ vô đây chúng ta thêm cái CSS. Mình sẽ sửa cái thẻ border. Đây là mặc định ha. Như vậy khi mà các bạn sử dụng cái mặc định này thì bảng của mình nó vẫn được kẻ như thế. Còn nếu như bạn sử dụng một cái
thuộc tính với một cái giá trị khác. Một giá trị khác. Bảng của mình nó sẽ kẻ dòng khác. Đổi cách kẻ dòng. Đổi cách kẻ. Rồi, mình đổi xong ha. Tiếp tục đến màu. Màu ở đây thì nó sẽ quy định dòng chẵn, dòng lẻ. Dòng chẵn, dòng lẻ. Vậy chúng ta quy định cái này ở trên CSS thôi. Còn ở phía dưới tự động nó biết cái nào chẵn, cái nào lẻ. Rồi, Tiến với lại Phước hả? Với lại gì nữa? Chú ý giùm đi. Như vậy ở phía dưới nó sẽ tự động nó biết chẵn hay lẻ. Như vậy chúng ta chỉ cần đưa cái CSS này vào tr2.nth size 2n+1. 2n+1 là số lẻ. Như vậy ở trên cái phần CSS này chúng ta đưa thêm vào. Table chúng ta đã đưa rồi đúng không? tr2. Chúng ta lấy cái thuộc tính là nth size là con, nth con 2n+1 xuống background color. Ví dụ như mình cho mẫu xanh. n+1 mình cho màu xanh. Tại vì sao? Chỗ này nó màu xanh luôn. Tại vì nó đang hiểu chỗ này là dòng lẻ. Nó đang hiểu nhầm ở chỗ này. Này dòng lẻ nè, A1 nè. Xuống đây A2, cũng là do mình trọn lại rồi. Cho nên là nó cũng hiểu như thế. TR. Mình đang dùng TR đúng không? TR. TR chai 2n+2 first last ha, first là cái đầu á, cái dòng đầu tiên. Dòng đầu tiên của chúng ta cho background color màu xanh đi, blue. Màu xanh. Chữ màu trắng. Text colors. Chữ màu trắng. Như vậy cái này chưa đúng lắm nè. Chưa đúng lắm. Do mình mệt sale đó. Rồi tiếp tục mình thử cái last thử coi ha. TR2.last. Last size. Background color. Mình cho màu brown đi. Tại vì sao cái toán lý hóa nó lại hiểu và nó cho màu đất, còn cái toán lý hóa trên này nó không cho màu đất các bạn. Tại vì cái ở trên mình để nguyên khối từ trên xuống dưới,
thì cái này là cái cuối cùng. Còn cái ở dưới mình phân ra nguyên cái cụm này là header, nguyên cái cụm này là header. Cho nên toán lý hóa chỗ này nó sẽ hiểu là gì? Nó sẽ hiểu là last, là cái dòng cuối cùng của cụm. Cái này cũng là dòng cuối cùng của cụm, và cái này cũng là dòng đầu và dòng cuối luôn. Đó là do chúng ta phân cụm ra, cho nên là nó bị tình trạng đó. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ, các bạn xem thử là làm thế nào để mà mình xử cái vụ mà dòng đầu và dòng cuối nó bị đó. Như vậy các bạn sẽ thấy cái thẻ mà mình dùng table header ha, mình dùng qua cái bảng thứ hai đó là mình có header đây, table header. Lúc nãy mình làm tr thì bây giờ mình đổi qua table header đi. Draw color màu vàng đi cho nó lạ, nó khác. First first choice. OK. Như vậy ở trên là nó không bị ảnh hưởng, mà ở dưới là nó có màu xanh lá, là do thầy đổi ở chỗ cái phần hit thôi. Phần hit tương tự như vậy, thầy đổi luôn ở chỗ này. First last last change. Rồi xong. Ha, mình đổi chung. Rồi chỗ t body, chỗ này mình sẽ không có phải cái này, mà mình sẽ dùng cái t body. Rồi t r mình vô bên trong nhé, vô bên trong, chẳng lẽ vô bên trong á. Rồi, được chưa? Như vậy là đúng ý mình rồi đó. Dòng chẵn, dòng lẻ là nó tự động, nó không còn bị cái màu gạch ở trong cái T-body nữa. Bởi vì lúc mà CSS các bạn định nghĩa cái chỉ có T-body mới bị áp dụng cái màu chẵn lẻ. Còn cái table ở trên là nếu như mà chúng ta bỏ cái này đi thì nó không bị áp dụng luôn. Size tr này bỏ luôn đi.
Đó, chúng ta cũng chỉ có dùng trong cái thẻ T-Body với là T-Header thôi. Đó, bỏ được cái màu. Rồi, màu xanh lá. Màu trắng, màu lẻ. Hay nè. Được chưa? Cho màu trắng màu lẻ vô. Rồi trong phần table này chúng ta còn phải trao đổi gì thêm không? Cần trao đổi gì thêm không nè? Nếu không thì chúng ta sẽ qua tiếp.